Xin chào mọi người. Đây là kênh YouTube chính thức của MyDio, thế giới âm thanh và tri thức dành cho bạn. Video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu đến mọi người một cuốn sách có nội dung thiết thực. Thông qua đó, các bạn sẽ có được những lời khuyên hữu ích để sống và làm việc có mục đích hơn và hiệu quả hơn. Đoạn trích sau chính là một phân đoạn rất sâu sắc mà mình muốn mọi người biết đến và cảm nhận. Hãy cùng lắng nghe với mình nhé! Quy tắc khi đang yêu. Trong một vài tuần, vài tháng hoặc thậm chí vài năm đầu của một tình yêu, mọi thứ dường như đều rất tuyệt vời. Nhưng chẳng bao lâu, những khó khăn của cuộc sống sẽ xuất hiện và thử thách hai người. Do đó, mặc dù chuyện tình cảm vẫn tốt đẹp, nhưng quả thực hai người vẫn cần nỗ lực để mọi chuyện đi đúng hướng. Cả hai rất cần làm gì đó, hoặc ít nhất là không để mặc cho mọi chuyện diễn ra. Rất nhiều mối tình đã tan vỡ vì những lý do như thế. Nhưng bạn hoàn toàn có thể thay đổi, đưa mọi thứ đi đúng hướng từ những gì bạn đang có. Phần này sẽ đề cập đến tất cả những quy tắc giúp tình yêu thêm bền chặt, sâu sắc, giúp những người đang yêu cảm thấy thực sự hạnh phúc vì tình yêu. Những quy tắc được nhắc đến sau đây là những quy tắc được rút ra từ bài học của những người quanh tôi và từ chính bản thân tôi. Bằng kinh nghiệm của mình, tôi biết sẽ có những quy tắc không dễ thực hiện. Nhưng nếu bạn kiên trì, phần thưởng cho bạn sẽ rất lớn. Nếu tình yêu vừa mới đến với bạn, có nghĩa là bạn đã đạt được những viên gạch đầu tiên cho cuộc sống ngập tràn hạnh phúc và yêu thương của mình sau này. Tất cả những gì bạn cần làm lúc này là đảm bảo chắc chắn các viên gạch được xây đúng hàng đúng lối. Và các quy tắc trong phần này sẽ giúp công việc của bạn không đi chệch hướng. Quy tắc đối xử thật tốt với người ấy. Bạn vừa trải qua một ngày dài mệt mỏi, thật ra là cả một tuần khó khăn, trở về nhà bực bội và cáu kỉnh. Bạn cần một ai đó để trút cơn bực tức. Ai sẽ chịu trận đây? Tất nhiên là người ấy của bạn. Người ấy luôn ở đó và không ngạc nhiên khi bạn cảm thấy khó chịu. Vậy người ấy chờ mong điều gì? Có thể họ mong đợi bạn sẽ đối xử tử tế với họ. Nếu là một người bạn đứng đó khi bạn bước qua cửa, bạn sẽ cố gắng tỏ ra nhã nhặn với họ. Vậy tại sao không phải với người ấy của bạn? Sao tất cả người ấy vẫn là người quan trọng nhất đối với bạn trên thế gian này? Vậy thì tại sao người ấy không được nhận sự đối xử tốt nhất? Sẽ rất dễ để coi người ấy như một miếng bọt biển tiện dụng, thấm hết những muộn phiền của bạn và để bạn trút mọi sự hằn học. Nhưng điều đó không khiến cho mọi chuyện ổn thỏa. Tôi biết nhiều cặp thường gắt gỏng và cáu kỉnh với nhau, hay thậm chí là thô lỗ không úp mở, chỉ vì họ không thể quan tâm đến chuyện tử tế. Cũng không phải vì người nào làm gì sai, xin bạn nhớ kỹ cả hai người đều không có được những mối quan hệ vui vẻ và đáng muốn thực sự. Có vấn đề gì với một chút phép lịch sự kiểu cổ? Chuyện gì đã xảy ra với những cụm từ làm ơn, cảm ơn, anh có phiền không? Nếu bạn muốn thoải mái khi ở bên nhau, các bạn cần phải bắt đầu bằng việc nhã nhặn và tôn trọng lẫn nhau. Hãy nhớ phép lịch sự cơ bản của mình. Hãy nói với người kia bằng thái độ tôn trọng và tử tế. Hãy làm cho người ấy thứ đồ uống yêu thích hoặc tặng người ấy một món quà nhỏ, không vì lý do gì, ngoại trừ một lý do hay nhất, bởi vì bạn yêu họ. Hãy khen tặng, hãy giúp đỡ người ấy những việc thông thường nhất, dù việc của bạn không phải là lắp giá để đồ hay ủi quần áo hoặc xách đồ mua sắm vào trong nhà. Nếu người ấy về nhà sau một ngày mệt mỏi, đừng cho người ấy cơ hội trút bực dọc lên đầu bạn. Hãy làm cho người ấy cốc nước, hỏi xem người ấy có khỏe không và lắng nghe những gì người ấy nói. Hãy tỏ ra quan tâm, hãy tìm một số vấn đề nhỏ mà bạn có thể giúp người ấy khuây khỏa. Nói cho em xem chuyện gì, anh có thể thư giãn và em sẽ dọn bữa tối, dắt chó đi dạo, hướng dẫn con làm bài tập. Hãy chuẩn bị nước tắm nóng cho người ấy, có thể thêm chút tinh dầu thư giãn hoặc đốt một vài ngọn nến. Nói chung là làm cho người ấy cảm thấy có người đang quan tâm đến mình, bởi vì bạn thực sự quan tâm đến người ấy. Nếu bạn có con, bạn có thể cho chúng hình mẫu nào tốt hơn? Trong bất kỳ trường hợp nào cũng phải nghĩ về vị trí mà bạn đang đặt người ấy vào. Bạn đang đòi hỏi được đối xử theo cách mà bạn đối xử với họ. Vì vậy, bạn nên làm thật tốt, nhưng đó không phải là lý do bạn xử sự như thế. Bạn không tử tế để buộc người ấy tử tế lại với bạn. Bạn đối xử tử tế bởi vì bạn yêu người ấy và đó là những gì người ấy xứng đáng được nhận. Quy tắc: hãy ở bên nhau vì bạn muốn, chứ không phải vì bạn cần. Bạn đang làm gì với người ấy của mình? Ý tôi là tại sao các bạn ở bên nhau? Tôi hy vọng câu trả lời là vì bạn yêu người ấy và người ấy khiến bạn cảm thấy hài lòng về bản thân. Tuy nhiên,
bạn không cần họ. Nếu người ấy đang làm công việc của mình suôn sẻ và bạn cũng thế, thì bạn có thể xoay sở mọi chuyện mà không có người ấy. Điều đó không có nghĩa là bạn sẽ chọn làm như vậy, nhưng bạn có thể nếu bạn phải làm. Trong một mối quan hệ chắc chắn, hai người không tạo ra sự phụ thuộc mà khuyến khích sự độc lập. Nếu người ấy yêu bạn vì con người bạn, người ấy sẽ không ngừng cố gắng thay đổi bạn thành một ai khác, nhưng sẽ giúp bạn cảm thấy mạnh mẽ hơn, tự tin hơn, chắc chắn hơn, giúp bạn tự trọng hơn. Tức là bạn được trang bị tốt hơn bao giờ hết để sống tự lập. Chắc rằng bạn có thể gặp khó khăn hơn về tài chính, hoặc có thể là không. Khối lượng công việc có thể nặng nhọc hơn, hoặc có thể không. Nhưng bạn có khả năng giải quyết mọi vấn đề, bởi vì bạn là một người chắc chắn và tự tin. Bạn không phải lo nghĩ, buồn phiền về vấn đề tài chính hay một lĩnh vực nào khác. Bạn không dựa vào người ấy về tình cảm, vì người ấy cho bạn thấy rằng bạn là một người mạnh mẽ và độc lập. Và tất cả có nghĩa là bạn không cần người ấy. Một ngày nào đó bạn có thể ra đi và bạn vẫn ổn. Bạn không cần người ấy làm cho bạn cảm thấy tốt hơn, hay cho bạn sự đảm bảo kinh tế, hay bởi vì sẽ không có ai yêu bạn. Bạn không dựa dẫm hay phụ thuộc vào người ấy trong bất kỳ chuyện gì. Vậy tại sao bạn sánh bước cùng người ấy? Bởi vì bạn muốn, chỉ vậy thôi, không còn lý do nào khác. Điều này không hoang đường chứ. Bạn không có nghĩa vụ phải ở đó, mà đơn giản là bạn chọn ở đó. Qua tháng 5 tôi đã trải nghiệm cảm giác mất người thân. Vâng, tôi biết bạn không muốn đi tới ngày đó, nhưng nếu hai người bên nhau thì nghịch cảnh sẽ là một người phải trải qua cảm giác đó. Tôi không phải chuyên gia, nhưng tôi khám phá ra rằng những ai yêu nhưng không cần người ấy của họ là những người ở đó chỉ vì họ muốn ở đó. Họ sẽ đương đầu tốt hơn nhiều so với những người sống phụ thuộc theo một cách nào đấy, hoặc những người quá ràng buộc vào tính cách của người ấy đến mức khi người ta ra đi, họ sẽ không biết mình là ai và không biết phải làm gì. Tôi biết nghĩ tới điều đó thật khó khăn, nhưng bạn sẽ đối mặt thế nào nếu người ấy của bạn đột ngột mất đi? Lúc đó liệu bạn còn biết mình là ai và tin tưởng bản thân sẽ vượt qua dù cho nỗi buồn chồng chất? Giả sử khả năng xảy ra là một trong hai người cuối cùng sẽ rơi vào tình huống này, các bạn có thể tặng cho người còn lại món quà nào tốt hơn ngoài sự tự tin và độc lập để có thể một mình đương đầu với mọi việc? Ngay cả trong giờ phút đen tối nhất, bạn hiểu rằng bạn không cần người ấy, bạn chỉ muốn ở bên họ. Vậy tại sao bạn sánh bước cùng người ấy? Bởi vì bạn muốn, chỉ vậy thôi, không còn lý do nào khác. Quy tắc cho người ấy một không gian riêng. Sau vài tháng hoặc vài năm bên nhau, nhiều cặp vợ chồng có thể đi đến tính cách cặp còn lớn hơn tổng tính cách của hai người. Hai bạn làm mọi việc cùng nhau, gia nhập các hoạt động xã hội cùng nhau, tìm thấy những sở thích chung để cùng nhau theo đuổi. Tất cả những việc này rất tình cảm và ngọt ngào, nhưng nó đã lờ đi thực tế rằng các bạn là hai người riêng biệt. Dù khi gặp nhau các bạn có bao nhiêu điểm chung, thì người ấy của bạn vẫn có một số sở thích độc lập so với bạn. Có thể các bạn có chung một sở thích đến độ say mê và cả hai cùng muốn dành hầu hết thời gian rảnh rỗi để đi du thuyền, dắt chó đi dạo hoặc sưu tập tem. Nhưng dù như vậy, bạn có thể vẫn muốn tập trung vào những khía cạnh khác của sở thích hoặc có những niềm vui khác. Người ấy của bạn cần thời gian để làm việc của chính họ, theo cách của chính họ và thậm chí là tự do. Có thể người ấy muốn gặp những người bạn tốt nhất của mình mà không có bạn, hoặc tự giam mình hàng tiếng đồng hồ, hoặc dành thời gian đọc thơ, may vá, sửa chữa động cơ, hoặc trở thành chuyên gia thế giới về tem Bolognese đầu thập niên 1930. Bạn cần cho người ấy thời gian và không gian để làm những việc đó mà không tỏ ra cáu gắt, ghen tị hay bực dọc. Nếu các bạn chưa bao giờ bước ra khỏi mối quan hệ của nhau và cả hai trở thành một dạng sinh vật lai kết hợp của mỗi người một ít, các bạn cuối cùng sẽ để mất ấn tượng về con người mà lần đầu tiên bạn phải lòng. Việc đó sẽ không giúp gì cho mối quan hệ của các bạn, vì nếu điều đó xảy ra, đó là lúc mọi thứ đã mất hết vẻ lung linh kỳ diệu của nó và trở nên tẻ nhạt. Tôi không cố gắng áp đặt các bạn nên dành bao nhiêu thời gian cho mối quan hệ của nhau. Thật ra, tôi không cố áp đặt điều gì. Tôi chỉ đang nói với bạn điều gì có tác dụng nếu bạn muốn hạnh phúc trong tình yêu. Một số cặp vợ chồng hiếm khi rời nhau ra, tuy nhiên họ vẫn thu xếp để tôn trọng không gian của nhau. Một số hiếm khi hòa nhập xã hội mà không có nhau. Nhưng đối với đa số các cặp vợ chồng, có thêm một chút không gian riêng sẽ giúp mọi việc thuận lợi và đồng nghĩa với việc bạn có thêm một số chuyện để nói. Éo le là đôi khi bạn cần người ấy chia sẻ không gian, đôi khi bạn cần nhiều. Điều đó cũng ổn thôi nếu có lý do,
quan trọng là bạn phải nhận thức được khi nào người ấy của mình muốn tự làm thì đó không phải là phủ nhận bạn, mà đơn giản là khẳng định họ là ai. Đó là cách người ấy chạm tới điều cốt lõi và sống vui vẻ. Và nếu bạn không cho người ấy làm như thế, bạn sẽ để mất người mình yêu thương. Vì vậy, không bực tức, không cáu gắt, không hờn ghen, không tỏ thái độ trẻ con khi người ấy nói với bạn rằng họ cần một chút không gian. Hãy chiều lòng người ấy và bản thân, bởi vì đây là việc sẽ giữ cho mối quan hệ của hai bạn mới mẻ. Đoạn trích vừa rồi chính là một phần trong nội dung cuốn sách đang được phân phối audio tại MyDio. Nếu bạn có hứng thú với cuốn sách, mời bạn nghe trọn bộ nội dung tại mydio.vn nhé. Nếu mọi người thấy hay thì hãy cho MyDio một subscribe để mình giới thiệu đến mọi người thêm nhiều cuốn sách hay hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ và tràn đầy năng lượng.